Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của SensiSale. Và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta nhận 50 đô la để mua cái tên miền ở trên cái website đó là Unstoppable Domain. Nó là một cái trang web mà chúng ta có thể mua những cái tên miền, tức là cái domain ở trên này nè, mua hoàn toàn bằng tiền tự cũng được, mua visa cũng được. Nhưng mà lần này thì các bạn sẽ được nhận miễn phí 50 đô để chúng ta có thể mua một cái tên miền ở trên này, hoàn toàn mà miễn phí nha các bạn nhé, không tốn một xu nào hết. Các bạn sẽ nhận được những cái đuôi tên miền, ví dụ như là .crypto, .nft, .eth, .wallet, .bitcoin, rồi .dao, .zil và .blockchain. Thì các bạn sẽ thấy là những cái tên miền này nó dính liền với thị trường điện tử ha, cho nên là chúng ta nếu mà có thể mua được miễn phí thì càng tốt. Mình cũng không biết là có thể có thuê theo năm hay là mua một lần là sẽ được sở hữu vĩnh viễn luôn. Bây giờ mình cũng chưa mua ở trên đây bao giờ, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cứ nhận được cái code miễn phí thì chúng ta cứ nhập ha. Rồi, các bạn có thể thấy cái tài khoản của mình đây, cái promo credit của mình là bằng 0 đồng, store credit của mình cũng là 0 xu, tức là mình chả có đồng bạc nào thế này hết. Vậy thì làm thế nào để mình nhận 50 đô la miễn phí nha? Đầu tiên thì mình sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập vào cái Unstoppable Domain này bằng cái tài khoản bất kỳ, bằng tài khoản email, tài khoản Google, tài khoản Facebook, cái gì cũng được. Khi các bạn bấm vào đăng nhập á, thì ở đây mình sẽ thấy ta kết nối bằng ví, ví dụ như là ví ở trên điện tử thì ví MetaMask hay là ví Trust Wallet cũng được. Rồi chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản Twitter hoặc là tài khoản Google hoặc là bằng email cũng được, nhưng mà mình thì khuyến khích các bạn đăng ký bằng cái tài khoản Google để cho nó đảm bảo cái tính bảo mật của cái tài khoản của chúng ta. Rồi, thì đây là cái tài khoản của mình. Sau khi các bạn vào trong tài khoản xong thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện như thế này. Rồi, bây giờ tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này ha. Mở cái link đăng ký của cái Unstoppable Domain một lát mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả và ở trong phần bình luận để cho các bạn dễ dàng đăng ký hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái nền tảng thứ hai, đó là cái phần đó là Bitdegree. Đây là một cái trang web mà chuyên về dạy học online, mà được thanh toán bằng điện tử, kiểu như là nó là một cái dự án về một trang web học online, nhưng mà nó là một cái dự án ở trong thị trường điện tử. Các bạn hiểu nôm na như vậy là được. Thay vì bình thường thì chúng ta trong cái thị trường khác, ví dụ như game thì hồi xưa là chỉ là chơi game truyền thống online hoặc là offline, thì bây giờ nó đã có cả những cái game như là game play to earn. Thì cái nền tảng này cũng tương tự, ngày xưa thì chỉ có học khóa học truyền thống thì các bạn chỉ có mua khóa học là học nó thôi, các bạn không kiếm được đồng xu nào hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái chương trình để nó khuyến khích các bạn học về thị trường điện tử ở trên đây, thì nó tặng luôn cho các bạn 50 đô, tức là vừa được học miễn phí vừa được tặng 50 đô. Rồi, sau khi các bạn vào cái trang Bitdegree này, các bạn vào cho mình cái phần đó là link ở đây nè, đó. Xong các bạn bấm Connect nha. Mình đã vô rồi chứ. Rồi, mình sẽ vào bấm Connect. Phần Connect ở đây thì các bạn có thể chọn cho mình cái phần là ví MetaMask nếu như các bạn có ví MetaMask, hoặc là các bạn đăng ký bằng cái tài khoản Unstoppable Domain cũng được. Còn ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng cái tài khoản Google, bởi vì bên kia mình cũng đăng nhập bằng tài khoản Google, cho nên đây mình cũng đăng nhập bằng tài khoản Google cho nó đồng bộ ha. Rồi, đây là cái giao diện của cái tài khoản Bitdegree. Chà, nó còn quay nè. Mạng nhà mình thì khá là yếu cho nên mình có thể khi mình nói trước luôn. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần đây là cái giao diện tài khoản của phần Bitdegree của bạn. Sau khi vào cái phần Bitdegree này, các bạn bấm vào cho mình cái phần đó là Learning Path, là đúng không? Để mình coi coi ở trong cái này như chưa có mở. Thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy 50 đô trước đi. Các bạn vào cho mình cái phần Bitdegree lại một lần nữa ha. Trong cái phần Bitdegree này chúng ta sẽ tìm một cái khóa học. Đây, ở đây có phần search, các bạn thấy không? Thì ngay khi các bạn từ ở trên cái phần Bitdegree này các bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy một cái phần đó là NFT Domain, The Future of Web 3 Identity. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ thấy cái phần Green. Nhớ chỉ cho mình nha, ở đây chúng ta sẽ nhận được một cái khóa học miễn phí 50 đô nè, các bạn thấy không? Ở đây nó để là 50 đô VIP after completion nè. Đó, thì các bạn bấm Start Learning Now cho mình. Tức là chúng ta vào và đăng ký khóa học thôi. Cái này, cái khóa học này nó miễn phí, không tốn xu nào hết. Các bạn bấm Start Learning Now. Ok.
Rồi. Cái khóa học này thì nó để coi kéo dài bao lâu? Khoảng 25 phút. Khoảng 25 phút. Thực tế thì các bạn không cần phải học cái gì, mình sẽ nói trước luôn, đó là các bạn thực tế là chúng ta không cần phải học cái gì, bất kỳ một cái gì cả. Sau khi các bạn bấm vào đây rồi, các bạn sẽ thấy nó có những cái phần lesson ở đây. Đó, thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái video. Các bạn bấm swipe hoặc các bạn bấm continue to like một cũng được. Nói chung bấm cái nút màu xanh, các bạn không biết anh bấm đại đi. Sau đó cho nó chạy ha. Rồi, ở đây mình sẽ tắt tiếng nó. Nó cơ rồi mình hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nhận nhanh hơn. Các bạn không được phép kéo hay là tua cái gì hết ở trên cái này, nhưng mà các bạn có thể bấm vào cái góc ở chỗ mà cái phần tốc độ á, chúng ta bấm thành 2x. Mình sẽ để cái video này ở đây và một lát là mình sẽ cắt cái phần này ra. Bởi vì thực tế thì cái này khi mà các bạn học xong khoảng hình như là ba hay là bốn cái video gì đó thì nó sẽ gửi về, hình như là ba cái video hay là bốn video gì đó, nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã code. Một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta nhập cái mã code đó và lấy 5 video về mua cái tên miền ở trên cái trang web đó là Unstoppable Domain, hoàn toàn miễn phí ha. Chúng ta không cần phải xem cái video này, các bạn có thể để nó ở đây cũng được và tát qua các bạn coi phim, coi truyện hay là coi gì đó coi, tùy, không có vấn đề gì hết. Nó để ở trên bên này rồi nó muốn chạy gì kệ bà nó, các bạn không cần phải học. Chúng ta có thể qua bên đây rồi xem miễn phí đó, đây xem cosplay nè. Không, ok chưa? Chúng ta sẽ không có cần phải ngồi dòm nó hoài vậy, các bạn bấm tắt tiếng đi là được rồi, không cần có phải ngồi học nó chi cho nó phiền lòng ha. Rồi mình sẽ để cái video đây. Rồi mình xin lỗi các bạn bởi vì mình nhận được email nó khá là trễ và khi mà mình thu âm thì mình quên bật tiếng cho nên là bây giờ phải nhắc lại. Rồi sau khi mà các bạn hoàn thành cái khóa học á thì nó sẽ nhận được một cái email như thế này và nó sẽ gửi cho bạn một cái mã code. Các bạn copy cái mã code này lại cho mình nhé. Sau khi mà các bạn đã copy cái mã code thì chúng ta sẽ đến với cái trang Unstoppable Domain và các bạn phải đăng nhập bằng ví ở các bạn phải kết nối ví MetaMask nha. Thì hiện tại các bạn sẽ thấy cái phần account của bạn chưa có xu nào hết, bạn bấm vào redeem ở gift code. Sau khi mà bấm vào redeem ở gift code, các bạn copy cái mã nãy rồi á, các bạn copy và dán vô xong chọn apply ha. Apply xong thì các bạn sẽ nhận được 50 đô credit miễn phí ở trên cái trang web Unstoppable Domain này rồi. Ok, thì các bước nó chỉ có tới đó thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta dán cái ví MetaMask vào. Hiện tại các bạn đang xem đó là cái video mà mình quay lại bởi vì hồi nãy quên thu tiếng đó, cho nên là cái phần này mình tường thuật hoặc thuyết minh lại thì nó nhiều khi nó sẽ bị lỗi, các bạn thông cảm nhé. Ở đây thì cái khung tìm kiếm đó, các bạn có thể gõ cho mình một cái tên miền bất kỳ và chúng ta muốn search cũng được. Sau đó các bạn sẽ thấy phần giá ở phía dưới, tên này thì nó quá là mắc đi, cái crypto new.crypto này thì nó mắc quá, chúng ta phải tìm những cái tên miền khác thôi. Và sau khi mà các bạn kiếm được cái tên miền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua ha. Rồi ở đây mình sẽ nhập một cái tên miền có tên đó là coin24h.blockchain, thì các bạn thấy ở đây giá rất là rẻ, chỉ có 5 đô thôi. Chúng ta sẽ có được những cái gợi ý ở phía dưới nhưng mà mình khuyên các bạn là cứ chọn cái 5 đô Add to cart ha. Sau khi các bạn bấm Add to cart xong thì các bạn bấm vô cái giỏ hàng, xong giỏ hàng các bạn sẽ bấm nhấn check out đó. Check out thì các bạn sẽ thấy cái phần bị trừ cái tổng số tiền ở phía dưới là 0 đồng, bởi vì chúng ta có tiền rồi, chúng ta bấm Space Restore là xong. Rồi, nó đã giao dịch xong rồi đó. Bây giờ là chúng ta đã có, các bạn sẽ thấy cái số tiền trên credit của bạn nó bị trừ đi. Chúng ta bấm vào Go to My Domain. Trong phần Go to My Domain này các bạn sẽ thấy cái phần tên miền của chúng ta ở đây. Bạn bấm cái phần chữ Free Smile ở đây cho mình nha. Cái phần Free Smile ở đây tức là khi mà các bạn đúc cái tên miền của các bạn ở trên blockchain và nó sẽ đúc ở trên cái mạng là mạng Polygon. Các bạn có thể đăng nhập bằng cái ví MetaMask, mà thường thì mình cũng sử dụng ví MetaMask. Còn phần hướng dẫn sử dụng và tạo ví MetaMask thì mình có hướng dẫn trong một cái video ở trên kênh của mình rồi đó. Các bạn có thể vào trong video trào trên kênh của mình xem. Rồi khi các bạn vào cái phần wallet ở trong cái phần My Account, các bạn cũng có thể add cái wallet vào địa chỉ ví MetaMask thì bạn click vào thôi. Sau đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã về email. Các bạn cứ vô trong email của bạn, chúng ta
lấy cái mã số kích hoạt đó rồi chúng ta kích hoạt lên là xong, nó không có vấn đề gì hết. Tất cả mọi thứ nó có một cái quy trình một à, tức là cứ nhận được cái mã xong rồi đem về dán là xác nhận thôi. Các bạn phải có cái email của bạn, giữ email của bạn tốt là được rồi. Với lại cái ví thì chúng ta không thể nào quên được, ví mà mất là mất hết ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vào phần account, các bạn bấm vào My Domain. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Remind nha, để đúc cái tên miền của bạn ở trên mạng lưới blockchain, bằng bấm Continue. Tiếp tục nè. Đó, chúng ta có thể chọn Add One Last ở đây cũng được, hoặc chúng ta có thể chọn cái ví mà các bạn đã thêm trước đó. Bấm I Understand Confirm. Rồi, bấm vào send cái code này về cái mã email của các bạn. Sau đó các bạn vào trong cái email của chúng ta để kiểm tra hòm thư. Rồi nó gửi về rồi nè. Sau khi nó gửi về thì các bạn copy cái mã code mà các bạn nhận được và dán vào đây. Xong bấm Confirm là xong. Rồi, như vậy là cái tên miền của các bạn nó đang được đúc ở trên mạng lưới blockchain rồi đó. Sau này thì khi mà nó có cái sự kiện hoặc là nó trả về những cái royalty thì mình sẽ cập nhật nó ở trên cái kênh của mình cho các bạn xem. Còn nếu như mà tạm thời nó chưa có thì thôi. Mình sẽ kết thúc video này tại đây, và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích và có giá trị thì giúp cho mình một sub và một like video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.